Dạ xin được hân hoan chào đón tất cả quý vị khách quý chúng ta có mặt trong không gian của Nhận Coffee. Và lần đầu tiên thì Minh Rương cũng xin thay mặt cho anh em ban nhạc Nguyễn Phi cũng như thay mặt cho Nhận Coffee xin gửi đến cho tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Để mở đầu chương trình hát cho nhau nghe đêm nhạc trữ tình ngày hôm nay thì cũng xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc với một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân, nhạc phẩm được mang tên Ngày Vui Qua Mau. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng lắng nghe ạ. Cuộc tình anh dành cho em đam mê đắm say kim kim. Em ơi đừng mưa xa nữa em ơi, cuộc đời không đẹp như mơ, đau thương rối san từng giờ, yêu đương thoáng như làng mây. Trong vòng tay nhau mơ chi nút xa nút gió. Em ơi mùa xuân đang có trong tay, một mùa xuân thật an vui, yêu thương chất cao đầy trời, đau thương đã như chìm sâu vào tim. Vào mơ đưa em đến không gian tuyệt vời, bỏ quên mưa gió rời xa giông bão, vui như tháng năm không già và câu hát say mê đời chợt cao vũ. Cuộc đời như là chiêm bao cơn vui thoáng qua đã mất. Em ơi đừng mưa chi nữa em ơi, đừng nhìn xa vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần, xin em hãy coi ngày vui là trong vòng tay nhau mơ chi nỗi xa nỗi gió. Em ơi mùa xuân đang có trong tay, một mùa xuân thật an vui, yêu thương chất cao đầy trời, đau thương đã như chìm sâu vào tim. Em đến không gian tuyệt vời, bỏ quên mưa gió rời xa giông bão, vui như tháng năm không xa và câu hát say mê đời chợt cao vút. Cuộc đời như là chiêm bao cơn vui thoáng qua đã mất. Em ơi đừng mơ chi nữa, cuộc đời không đẹp như mơ, đau thương rối san từng giờ, xin em hãy coi ngày vui là đời. Đừng nhìn xa vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần, xin em hãy coi ngày vui là đời.
Dạ, cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã cùng lắng nghe ca khúc vừa rồi rất nhiều. Và cũng mong tất cả quý vị có thể dành tặng cho anh em ban nhạc Nguyễn Phi một tràng pháo tay để cùng dành tặng đi ạ. Dạ, xin chân thành cảm ơn.